Khung gia đình là một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Hector Mallott. Tiểu thuyết này mặc dù đã ra đời từ hơn 100 năm nay, nhưng vẫn nhận được sự yêu mến tuyệt vời từ các bạn nhỏ, cũng như những người yêu trẻ em trên khắp thế giới. Cuốn sách còn nhận được giải thưởng của Viện Hàn Lâm Văn học Pháp. Khung gia đình là một cuốn sách kể về những chuyến đi, những cuộc phiêu lưu và cả những thử thách trong cuộc sống của Remy. Remy là một cậu bé vô cùng thông minh, cậu có một tấm lòng cao cả. Cậu đã mang đến những cảm xúc rất chân thật cho người đọc, bên cạnh đó là những câu chuyện về người xung quanh cậu. Tiểu thuyết có khả năng lôi cuốn người đọc và những chuyến phiêu lưu rất hấp dẫn trong cuộc sống của Remy, đưa người đọc đến với đủ mọi tâm trạng, từ thích thú, bất ngờ đến hồi hộp, rồi đau lòng, thậm chí có những lúc sẽ cảm thấy cực kỳ buồn bã và thất vọng. Tuổi thơ của cậu không hề có được sự bình yên trong vòng tay của cha mẹ như bao đứa trẻ khác, mà là những ngày lang thang, những con đường đầy gian khổ trên đất nước Pháp thân yêu. Remy đã phải trải qua nhiều thử thách, có lúc cậu tưởng chừng như bản thân không thể vượt qua được sự khắc nghiệt của cuộc sống này, nhưng đến cuối cùng, bằng nghị lực sống phi thường, cậu đã vượt qua mọi khó khăn, mọi thách thức của số phận để đón lấy hạnh phúc thực sự dành cho chính bản thân cậu. Remy đã được gặp lại người mẹ ruột của mình, cuộc sống hạnh phúc của cậu lúc ấy mới bắt đầu. Tác phẩm được viết lên để ca ngợi đức tính cao quý, ca ngợi tinh thần tự lập và tình bạn cao cả của những bạn nhỏ. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng phản ánh rõ nét cuộc sống khốn khổ của những người dân lao động nghèo trong xã hội xưa kia. Đồng thời qua cuốn sách, tác giả còn đề cao được tình thương những người với người thuộc các tầng lớp lao động nghèo khổ. Khung gia đình là một cuốn sách có tính nhân văn cao. Từng hành trình trong cuộc sống của Remy cho ta thấy thấm sự khốn khó của một số phận con người. Tiểu thuyết khiến độc giả không khỏi xót xa khi thấy cảnh Remy và các bạn đồng hành của cậu sung sướng nhắn nhét từng miếng bánh mì ít ỏi, để rồi sau đó là phải nhìn đói đến kiệt sức. Qua cuốn sách ta có thể thấy sự khắc nghiệt của thiên nhiên so với sức chịu đựng của con người. Từ đó, ta cảm thấy trân trọng hơn những gì mình đang có. Bên cạnh đó, tác phẩm này còn ca ngợi sự lao động bền bỉ, tinh thần tự lập, biết chịu đựng gian khó của người lao động. Cuốn sách này còn ca ngợi lao động chân chính, ca ngợi tinh thần tự lập của giới trẻ hiện nay. Cuốn sách là phản ánh chân thật cuộc sống của dân lao động trong chế độ tư sản trước đây. Họ có một cuộc sống bấp bênh, không ổn định. Chúng ta nên thương cảm và trân trọng những con người ấy. Đồng thời, tác giả thêm khích lệ, cổ động cho những tình bạn chân chính, ca ngợi lòng nhân ái, tình yêu cuộc sống và ý chí vươn lên không ngừng. Khung gia đình là một tiểu thuyết kinh điển mang lại rất nhiều bài học quý giá cho mỗi chúng ta. Đó là bài học về nghị lực sống, về tình yêu thương giữa con người với con người. Để những ai đang có một gia đình có một chút suy tư, làm sao để sống cho tốt, sống cho xứng đáng cái may mắn của mình mà số phận ban cho.